Duy Mạnh đã xoáy mạnh thường quân, hô hào ủng hộ bão lũ miền Trung, sau đó sắm xe đẹp nhà to. Duy Mạnh tiếp tục mỉa mai các mạnh thường quân về việc gửi ủng hộ cho đồng bào miền Trung sau thiên tai, nhưng những món tiền không được đến tay nhân dân. Thời gian gần đây, Duy Mạnh được yêu mến trên mạng xã hội bởi thường xuyên cập nhật tin tức một cách bá đạo và cách trả lời bình luận thẳng thắn hài hước cùng người hâm mộ. Với mọi câu hỏi thắc mắc của người hâm mộ, giọng ca Kiếp Đỏ Đen đều trả lời bằng ngôn từ sâu sắc ẩn ý nhưng có chút hóm hỉnh. Trong tình hình bão số 10 đổ bộ miền Trung, nhiều người rất quan tâm về tình hình thiệt hại ở những nơi bị ảnh hưởng. Một cư dân mạng đặt câu hỏi về sự quan tâm của Duy Mạnh về vấn đề này và ngay lập tức nhận được câu trả lời một cách hài hước. Bão số 10 là một cơn bão rất to, sẽ tiến vào miền Trung, rồi sau cơn bão sẽ xuất hiện. Rất nhiều nhà từ thiện đứng lên hô hào quyên góp tiền, ủng hộ đồng bào miền Trung. Rồi sau đó, đồng bào miền Trung mỗi hộ được phát vài thùng mì gói để tạm qua cơn đói. Còn những nhà hô hào quyên góp thì sau đó sắm xe đẹp, xây nhà to. Chia sẻ tuy hài hước nhưng đầy ẩn ý của Duy Mạnh. Duy Mạnh đang ám chỉ về việc các mạnh thường quân kêu gọi từ thiện được ủng hộ với những con số khủng, nhưng số tiền đó lại không về đến tay đồng bào đang chịu thiên tai. Vấn đề này từng được khá nhiều người bày tỏ sự bức xúc và tốn không ít giấy mực của báo giới. Duy Mạnh lên tiếng về mặt trái đằng sau những vụ kêu gọi ủng hộ cho đồng bào đang bị thiên tai. Trước đó, Duy Mạnh thẳng thắn trước những câu hỏi về đồng nghiệp hay những tin tức gây tranh cãi. Mới đây, anh bị cho là ẩn ý nói tuấn hơn nổ khi khoe siêu xe mới tậu. Nam ca sĩ bày tỏ quan điểm về vụ phát ngôn của Tùng Dương về Bolero. Những bình luận của Duy Mạnh luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng mạng. Mỹ Tâm tiết lộ nụ hôn đầu tiên diễn ra trên sân thượng. Họa mi tóc nơ chia sẻ rằng vào một đêm trăng đẹp, bạn trai đã bất ngờ nắm tay và hôn cô. Tối ngày 9 tháng 9, Mỹ Tâm được hàng ngàn khán giả hò reo khi xuất hiện trong đêm nhạc Cuộc Hẹn Để Đời diễn ra tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Cô thể hiện loạt hit gắn liền với tên tuổi như Đâu Chỉ Riêng Em, Nụ Hôn Bất Ngờ, Hãy Về Với Nhau. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của fan, họa mi tóc nâu bị diễn rất sung, thậm chí hát thêm liên khúc Xích Lô nằm ngoài kịch bản chương trình. Không diện đầm lộng lẫy thướt tha, Mỹ Tâm khoe khéo eo thon trong bộ cánh màu trắng trẻ trung. Cô còn khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ về nụ hôn đầu đời của mình. Mỹ Tâm hóm hỉnh kể, đó là một đêm trăng đẹp, người yêu đã nắm tay và hôn cô ngay trên sân thượng. Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm này, cô vẫn xao xuyến và xúc động. Đây cũng là nguồn cảm hứng để cô sáng tác ca khúc Nụ Hôn Bất Ngờ, từng trở thành hiện tượng của làng nhạc khi mới phát hành. Sau hit Đâu Chỉ Riêng Em, Mỹ Tâm bận rộn với lịch diễn ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. So với đồng nghiệp nổi tiếng cùng thời, cô vẫn giữ được độ hot của tên tuổi và sở hữu lượng fan hùng hậu. Mỹ Tâm từng bày tỏ sẽ ủng hộ cho Đức Phúc khi biết học trò đã thực hiện ca phẫu thuật thay đổi toàn bộ gương mặt. Quán quân The Voice 2015 có diện mạo cuốn hút như hot boy và ngày càng đắt show. Tối qua, anh hát Ánh Nắng Của Anh cũng đành thôi. Fan club tại Hà Nội đồng loạt hô vang tên Đức Phúc khi anh xuất hiện. Cặp đôi Khổng Tố Quỳnh, Ngô Kiến Huy mặc tông sực tông trong màn song ca Yêu Không Đường Lui. Đây là nhạc phẩm cả hai thực hiện để kỷ niệm chặng đường 7 năm gắn bó bên nhau. Chàng Bắp còn solo hai ca khúc Nubakachi và Mình Yêu Từ Bao Giờ. Khổng Tố Quỳnh cũng được khán giả ủng hộ khi hát Yêu Em, Hãy Như Lời Anh Hứa. Chuyện tình giống nhau kỳ lạ của hai mỹ nhân tuyệt sắc showbiz cùng xuất thân nghèo khó, Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đặng Thu Thảo như hai cô bé lọ lem cuối cùng đều có tình yêu đẹp như mơ với chồng đại gia trẻ trung và tài giỏi. Hai mỹ nhân nói không với scandal, gia đình năm người của ngọc nữ màn ảnh Việt Tăng Thanh Hà từng phải bán nhà để trả nợ, lúc đó cô mới 10 tuổi. Nữ diễn viên theo gia đình mưu sinh ở khắp nơi, sống tạm bợ trong những căn nhà trọ. Không có nhà để ở, cả gia đình Tăng Thanh Hà phải thuê trọ hoặc nay đây mai đó để mưu sinh. Tăng Thanh Hà kể, ngày ấy khát khao duy nhất của cô chỉ là được ở trong ngôi nhà rất đổi bình thường thay vì cuộc sống di động nay đây mai đó. Tuổi thơ khó khăn trong ký ức của Tăng Thanh Hà còn là những ngày phụ giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ngày đó, cha mẹ cô có xe bán nước mía lưu động, nên ngoài thời gian học là cô lại ra đỡ mẹ bán. Đến giờ cô vẫn nhớ như in hình ảnh về ngày ấy. Cô bé 11 tuổi gầy gò và đen thui, đạp chiếc xe cà tàng của chị họ đi giao cơm cho mẹ giữa trời nắng chang chang. Người được mệnh danh là hoa hậu của các hoa hậu Đặng Thu Thảo, có lẽ là hoa hậu Việt Nam có cuộc sống bấp bênh và vất vả nhất. Thu Thảo sinh ra và lớn lên ở miệt vườn Nam Bộ.
Thu Thảo đang học năm cuối trung học phổ thông, gia đình cô gặp phải biến cố lớn. Công việc làm ăn của cha cô gặp khó khăn, ông lại mắc bệnh tiểu đường, nên gia đình Thu Thảo phải bán đi căn nhà đang ở để có tiền trị bệnh cho người cha. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên Thảo ý thức được tự lực từ rất sớm. Dù được cưng nhất nhà là vì con gái duy nhất, nhưng Đặng Thu Thảo luôn cố gắng học, tự lo cuộc sống để bớt gánh nặng cho cha mẹ. Để có thể thực hiện ước mơ đại học của mình, Thu Thảo đã phải tự bươn trải từ năm 18 tuổi, từ bưng bê trong quán cà phê, làm nghề trang điểm. Thu Thảo đều nỗ lực mưu sinh để vượt qua giai đoạn khó khăn. Từng gặp scandal, song điều đáng nói ở đây chính là cả hai người đẹp này chưa bao giờ có chủ đích tạo dựng bê bối để nổi tiếng như nhiều mỹ nhân khác. Hà Tăng từng nói là người của công chúng phải đón nhận dư luận như một người bạn, phải như thế mới vượt qua được chúng. Tôi không muốn làm mồi cho dư luận, tôi rất ghét việc hôm nay có một bài chỉ trích, hôm sau lại xuất hiện bài mình thanh minh, như vậy là không tôn trọng khán giả. Khán giả thông minh lắm, khi họ đọc bài không hay về mình, họ sẽ biết đâu là đúng, đâu là sai. Nếu như yêu thích Tăng Thanh Hà, bạn sẽ biết rõ cô là người rất coi trọng giá trị gia đình. Gia đình ở đâu thì tôi ở đấy. Ngọc Nữ làng điện ảnh Việt từng phát biểu rất dễ thương. Theo phân tích tâm lý, với mẫu người phụ nữ này, họ không bao giờ làm những việc làm tổn hại đến gia đình và người thân. Chính vì thế cũng dễ hiểu khi hoạt động trong showbiz một thời gian đủ lâu, nhưng Tăng Thanh Hà chưa bao giờ tạo ra scandal để đánh bóng tên tuổi. Còn Hoa hậu Đặng Thu Thảo, ngay khi vừa đăng quang ngôi vị, cô trở thành chủ đề bàn tán về học vấn và xuất thân. Tuy nhiên, cách Thu Thảo chọn đối diện với ồn ào là sự kiệm lời và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Cô tập trung hoàn toàn vào các hoạt động từ thiện cũng như hoạt động xã hội như tặng quà, thăm hỏi các hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Bến Tre, Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa. Hoa hậu 2012 luôn hết mình với công tác xã hội từ Nam ra Bắc. Đến đâu cô đều cũng rất nhiệt tình, hòa đồng, rất chân thật và giản dị. Với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, Đặng Thu Thảo đã chứng minh cho dư luận cũng như người hâm mộ thấy mình xứng đáng với hình ảnh của một hoa hậu, được ưu ái gọi là hoa hậu của những hoa hậu. Thu Thảo cũng rất hạn chế tham gia quá sâu vào làng giải trí. Cô chỉ nhận lời tham dự một vài sự kiện có chọn lọc, chứ không tích cực chạy xô như những hoa hậu khác. Chuyện tình đẹp như cổ tích của hai mỹ nhân tuyệt sắc, không chỉ tương đồng về hoàn cảnh xuất thân và lối sống sạch, nói không với thị phi, hai mỹ nhân này còn có câu chuyện tình yêu giống nhau đến kỳ lạ. Chuyện hẹn hò của Tăng Thanh Hà với chồng đại gia bắt đầu từ tháng 10 2009, khi xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội với một chàng trai lạ. Sau 3 năm hẹn hò, chàng trai đó đã trở thành chồng của Ngọc Nữ. Lưu Y Nguyễn, chồng của Tăng Thanh Hà, chính là con trai của doanh nhân Jothan Hạnh Nguyễn, là chủ tịch của tập đoàn có rất nhiều công ty con, trong đó có một công ty chuyên phân phối hàng hiệu tại Việt Nam. Và trong suốt 3 năm hẹn hò, Hà Tăng không ít lần bị báo chí bắt gặp cùng Lưu Y Nguyễn trong các sự kiện. Hình ảnh xuất hiện trên báo của cặp đôi này khá nhiều, nhưng chỉ là những lần đi cùng nhau, thậm chí cả hai còn cố tình né ống kính của phóng viên. Ngay cả khi được hỏi về người đàn ông luôn song hành với mình, cô Trúc của Bỗng Nhân Muốn Khóc chỉ tiết lộ ngắn gọn, anh ấy rất lãng mạn và tôi hạnh phúc về điều đó. Dù luôn xuất hiện tình cảm bên nhau, tuy nhiên cặp đôi không ít lần vướng nghi án rạn nứt tình cảm. Đáp trả lại tin đồn, cô luôn chọn cách im lặng và ứng phó dư luận bằng cách riêng của mình. Hiện tại sau 3 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà đã là mẹ của hai đứa con xinh xắn. Cô cũng đã rút khỏi các hoạt động showbiz và dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động kinh doanh nhà hàng của bản thân. Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng đã thú nhận là có hơn 1.000 ngày yêu với chồng sắp cưới. Giữa năm 2015, cô công khai tình cảm với Nguyễn Trung Tính, CEO một công ty bất động sản, trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Sánh đôi bên hoa hậu của các hoa hậu là một chàng trai vô cùng điển trai, tài giỏi và thành đạt. Dù mới 28 tuổi, nhưng Trung Tính đã nắm trong tay nhiều cơ sở kinh doanh lớn nhỏ. Không những thế, bạn trai Thu Thảo còn có mặt trong top 30 người trẻ nổi bật dưới 30 tuổi do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Nếu phải chứng minh cho câu trai tài gái sắc, Thu Thảo Trung Tính thật sự là một cặp đôi đáp ứng mọi tiêu chí. Khoảng thời gian đầu mới công khai tình cảm, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, không ít người cho rằng Thu Thảo Trung Tính cũng sẽ có kết cục sớm nợ tối tàn như bao chuyện tình khác trong showbiz mà thôi. Thế nhưng, các cuộc tình chẳng được đặt nhiều kỳ vọng ấy lại tồn tại tới gần 3 năm trời. Cả hai âm thầm vun ván cho hạnh phúc nhỏ bằng tình yêu đặt trọn nơi đối phương. Trong số những hình ảnh hiếm hoi đăng tải trên mạng xã hội,
người hâm mộ không khỏi ghen tị trước ánh mắt đầy ngọt ngào mà Trung Tín dành cho người yêu, hay hành động chăm sóc tưởng chừng nhỏ nhặt mà đậm tình yêu thương của Thu Thảo. Từ khi yêu nhau, Thu Thảo hầu như chưa bao giờ nhắc đến tên người yêu mỗi khi được phỏng vấn. Người đẹp chỉ chia sẻ ngắn gọn, cô đang có một cuộc tình đẹp và được gia đình bạn trai yêu thương. Cũng giống như đàn chị Tăng Thanh Hà, Đặng Thu Thảo sẽ lên xe hoa vào tháng 10 tới đây ở tuổi 27, khi vẫn đang ở đỉnh cao nhan sắc lẫn sự nghiệp. Hoa hậu Thu Thảo chia sẻ cô vẫn đi làm sau khi kết hôn để có sự độc lập nhất định chứ không muốn phụ thuộc vào kinh tế nhà chồng. Tuy nhiên, một thành viên trong ekip của cô nói sau khi kết hôn, Thu Thảo sẽ chọn lọc. Với các lời mời làm việc hơn nữa, cô ấy muốn dành thời gian nhiều hơn để vun vén cho mái ấm mới cũng như chuẩn bị cho công việc kinh doanh riêng. Có thể nói chuyện tình đẹp như mơ của Tăng Thanh Hà và Lô Uyên Nguyễn và hiện giờ là Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Trung Tín sẽ được nhiều người nhắc lại như một minh chứng đẹp cho tình yêu thời hiện đại.